Thưa quý vị và các bạn, một trong những tin vui lớn nhất của ngành văn hóa Việt Nam trong năm 2014 có lẽ là việc quần thể danh thắng Tràng An tỉnh Ninh Bình được UNESCO công nhận là di sản hỗn hợp. Và danh thắng Tràng An thì đã có từ rất là lâu, tuy nhiên cái tên Tràng An được nhắc đến nhiều nhất trong một vài năm gần đây, đặc biệt là kể từ sau khi di sản này được giao cho một doanh nghiệp tư nhân quản lý. Và cũng kể từ đó thì rất nhiều những là khu vực, những địa điểm, những cảnh quan thiên nhiên hay là những cái di tích tại đây cũng đã được đầu tư để tôn tạo và thu hút ngày một nhiều du khách đến đây. Hạ tầng phát triển và kéo theo đó thì cũng rất nhiều những dịch vụ du lịch phát triển theo. Vâng, và chính vì việc mà Ninh Bình đã trở thành di sản thế giới kép đầu tiên tại Việt Nam đã biến cho Ninh Bình trở thành một địa điểm du lịch rất là thu hút những du khách đến với Ninh Bình. Nhưng ít ai biết rằng là thành công của Ninh Bình có được là do sự phối hợp quản lý khai thác giữa Ninh Bình với các doanh nghiệp tư nhân. Trong đó thì mỗi người dân đồng thời vừa làm du lịch vừa bảo vệ di sản. Vâng, nhân dịp một doanh nghiệp tư nhân muốn quản lý Vịnh Hạ Long cũng là một di sản thế giới của Việt Nam, thì trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi muốn bàn sâu hơn về sự kết hợp giữa nhà nước và tư nhân trong việc quản lý di sản. Chị Trần Thị Cẩn đã làm công việc lái đò trong khu du lịch sinh thái Tràng An được 5 năm. Công việc của chị mỗi ngày là đưa khách đi tham quan. Chị Cẩn nói, trong khu du lịch sinh thái Tràng An này, có khoảng 2.000 chị em khác cũng đang làm công việc như chị. Riêng chị Cẩn có 3 chị em gái ruột cũng làm trong tổ chờ đò từ ngày khu sinh thái Tràng An bắt đầu đi vào khai thác du lịch. Trước khi chị làm công việc này thì chị làm gì ạ? Trước khi để đi vào là nhân viên chờ đò trong khu du lịch thì là ở nhà là đi làm ruộng. Cái thu nhập mà một tháng đi mà làm ruộng như thế là như nào? Cái thu nhập để làm ruộng thì chắc là nó không cao bằng khi mình đi vào trong khu du lịch này. Với 2 triệu một tháng đấy thì có liệu có đủ không hay là chị cũng phải làm thêm không? Nói chung là 2 triệu trong một tháng thì nó là đủ thì cũng chưa thể là đủ được, nhưng mà cũng là gọi là tạm ổn định được cuộc sống. Mong rằng là khách sẽ đến đây nhiều hơn để đảm bảo được cuộc sống, thu nhập cho anh chị em trong doanh nghiệp. Còn công việc của ông Phạm Văn Tuy trong tổ môi trường là hàng ngày hớt rác và lá cây rụng trên sông. Khi không phải vào mùa hội hoặc những hôm thời tiết khá thuận lợi như hôm nay thì công việc của ông khá thong thả. Tổ của ông có tất thảy 8 người, nhưng những khi vào mùa khách du lịch hoặc những hôm thời tiết xấu thì sẽ được bổ sung thêm 8 người phụ giúp. Nói chung thì về cái khoản này, về tiền như về thu nhập, về tiền lương thì chúng tôi thì nó bình quân là cứ mỗi một lao động như chúng tôi đây là 2 người thì là cũng vào được mỗi tháng là cũng vào được 5 đến 6 triệu. Nếu mà cảm tưởng mà so với lại như cái nghề cũ mà làm nông ấy, thì làm cái nghề này thì cũng rất là phấn khởi mà cởi và đổi mới nhiều chứ. Nói về cả từ văn hóa, về kinh tế là cũng thu nhập là thế, đổi mới nhiều hơn so với làm nông. Cũng như chị Cần, ông Tuy đã làm công việc này đến nay là năm thứ 6. Trước đây, công việc chính của họ là làm ruộng. Nhưng từ ngày Ninh Bình chủ trương phát triển du lịch thì những người nông dân này có thêm một công việc mới. Ninh Bình chúng tôi hiện nay có hơn 10.000 lao động xuất thân từ nông thôn làm du lịch. Ngày trước họ còn là những người cuốc ruộng, làm nương. Bây giờ họ là những người mà hướng dẫn viên du lịch, những người chèo thuyền và những người phục vụ du khách. Tất nhiên bước đầu cũng có những cái điều này điều khác, nhưng chung quy lại thì họ đang dần dần trở thành cái những người làm du lịch một cách có chất lượng. Như vậy họ đã thực hiện một cái công việc là ly nông nhưng không ly hương, và chính du lịch đã góp phần xóa đói giảm nghèo. Nhiều ý kiến trước nay vẫn cho rằng chúng ta vẫn thiên về bảo vệ di sản văn hóa, nhưng quên mục tiêu bảo vệ di sản văn hóa là nhằm phục vụ phát triển cộng đồng và phát triển con người. Di sản văn hóa chỉ thực sự sống khi mang lại lợi ích cả về văn hóa lẫn kinh tế cho những người đang sống bên cạnh di tích và luôn làm nhiệm vụ bảo vệ di tích. Trong trường hợp này, di sản Tràng An đã mang lại lợi ích kinh tế cho những người nông dân như chị Cần hay ông Tuy, đồng thời cũng biến họ thành những người bảo vệ di sản một cách tự nguyện. Cái này không chỉ là coi như nó rêu trơn lắm. Chúng tôi thường phối hợp với các cái doanh nghiệp, các đơn vị quản lý khu điểm du lịch tổ chức các cái đợt tuyên truyền, đợt mà đào tạo cho người dân tham gia vào dịch vụ du lịch.
để mà biến mỗi một người dân, một người chèo đò trở thành những người bảo vệ di sản, những người tham gia vào những hoạt động dịch vụ du lịch. Có những người mà chèo đò cho khách, có thể vừa chèo, vừa hướng dẫn cho khách, vừa tham gia vào bảo vệ, dọn vệ sinh môi trường cho khu di sản. Tràng An là một trong rất hiếm những di sản hiện nay có sự chung tay hợp tác quản lý và khai thác của cả nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Sự bắt tay này trên thực tế không còn lạ lẫm gì với nhiều quốc gia có nhiều di sản như Italia, Tây Ban Nha, Anh, Ai Cập, Campuchia. Vấn đề đáng nói là hiện nay chúng ta chưa có một hệ thống hành lang pháp lý nào cho các đơn vị ngoài nhà nước tham gia vào hoạt động quản lý di sản. Vì vậy ở Tràng An, việc này hoàn toàn do sự cam kết mang tính tự nguyện. Cái quan trọng là chúng ta phải có một cái cơ chế rất là rõ ràng, có cái quy định quy chế quản lý cụ thể đối với từng cái hoạt động dịch vụ và có những cái khu cái cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp và nhà nước, giữa ban quản lý với chính quyền địa phương và cái cơ chế để tạo cái sự đồng thuận cho người dân, tạo cái lợi ích cho người dân tham gia vào cái hoạt động dịch vụ du lịch. Như thế thì nó sẽ đảm bảo được cái lợi ích hài hòa giữa nhà nước và tư nhân, giữa doanh nghiệp và nhà nước. Theo các chuyên gia, cần phải tạo được hành lang pháp lý phù hợp để tránh những vấn đề nảy sinh sau khi giao cho một doanh nghiệp tư nhân quản lý di sản. Phải có sự phân định rõ ràng trong việc xã hội hóa quản lý và khai thác di sản thiên nhiên. Câu chuyện Tràng An có lẽ cần phải có thêm nhiều thời gian nữa để đánh giá chính xác hiệu quả của nó. Song những kết quả bước đầu cho thấy, cơ chế hợp tác giữa chính quyền với doanh nghiệp tư nhân trong quản lý và khai thác di sản đã mang lại cho du lịch Ninh Bình một diện mạo mới.